Thank you.
Oh, yeah.
Đại ca dịu ngủ rồi. Đại ca dịu ngủ rồi. Hey!
bán xong quê coi. Xong quê. Bây giờ đâu được đâu. Bây giờ em té bây giờ
nói như vậy đừng có xíu đừng có xíu. Trên bờ nó chỗ nào có rắn này giăng rắn kiếm nhậu rồi. Lúc này cậu một vòng đóng trà nào cậu. Trời ơi, lâu lâu rau rau mấy anh rượu rồi đó cậu cậu còn trà rồi không? Rượu quế rồi.
có gì đâu mà rồi. Giờ tất cả gì mình cũng hiệp rồi nó qua rồi, tối nó qua nó chịu đâu nó chịu vô đúng chạm luôn. Ừ, nó chịu vô mất rồi, đâu mà không được. Mà mình không dám đợi. Lại nó chết luôn. Chết luôn à. Nó chịu thì sao mà chuyện 220 rồi nó chịu mà vô chưa? Vô, khâu rồi. Còn năm lúc đi là một thanh niên có học thức lại đàng hoàng. Chị đây rất là sung sướng khi em có được một người chồng giống như là lòng chị ước mong. Dường ba ơi, dường nói chi câu ấy cho thêm đau lòng. Có phải đâu người ta phụ bạc mà chỉ đem lòng quen than. Trời ơi, hai người nói chi mà tôi không hiểu được. Diệu ơi, chị hai đây mới thiệt chính là chị ruột của em. Dưỡng ngốc ơi. vô luôn đi ca. Nhiều chuyện dưỡng cà chớn quá. Phải kể đâu. Mà thôi đứt rồi đó. Sao đứt đoạn rồi đúng không? Đại ca bác ca thêm chứ sao đứt đoạn rồi? Mới biết con. Có phải đâu người ta phụng bạc mà dưỡng đem lòng quan thán. Vậy đứt đoạn luôn hả? Dạ, 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 hát. Vậy đứt đoạn luôn rồi. Dạ, hát dở quá luôn, hát chưa gì đứt đoạn rồi đủ luôn á. Cái tao thâu luôn mà nãy giờ vậy, tao nói đứt đoạn rồi. Đi, lan điệp đi. À, thì cái chuyện đó luôn, anh Mười hát sao em nghe vậy? Gì anh Mười, anh Út chứ anh Mười. Anh Út, nó lộn, anh Út. Anh Út không trúng, anh Út giận luôn á. Anh Út. Rồi, anh Út. Mà giận là anh Út không có hát. Rồi, anh Út, thôi, anh Út đừng giận. Sai nè. Rồi, anh Út đừng giận. Anh Út hát tiếp. Rồi. Bởi tiếp rồi. Anh ơi. Ủa Điệp ơi. Ủa. Có vụ ủa nữa. May mà anh lớn cháu thành đô mà nhà xe ngực gỡ. Xin đừng quên. Tôi quên mất tiêu. Tâu không tâu. Xin đừng quên bến đò xưa con sông nhỏ. Đừng quên anh Khang mà bé nhỏ đời chờ. Giỡn tệ thôi. Giỡn tệ ha. Nói rồi hả? Anh biết mà tại sao mà Hành Điệp nó khóc không? Nữa. Lúc mà ta đang ca nữa chừng không? Anh biết tại sao Điệp mới khóc không? Xin đừng quên em sang bé nhỏ thật thà. Chúc dám đâu thành này xa quá cám dỗ. Sang đừng mà để lòng mà nhẹ dạ bê tha. Đấy chút tiền mượn em dành dùm cho sang làm lộ phí đường xa. Mới mốt đây về bên Mỹ rồi. Nhớ đừng quên ở chốn này có một người em mà thật ca lòng với sang dữ. miệng còn lẻo lẻo à đụ nó dai miệng còn dai còn lẻo lẻo à
À bây giờ nè. Vô. Cuộc đời vui khi chiến đường dậy gọi, lúc ngăn chặn đường là thêm bước tiến tông ra đi. Xuồng em chở chú hai thùng, chở cô tám điệp và chở anh năm thuyền. Bình nước này 33.000 là tu ba cà phê là phải tính đã gửi tu 3.000 nó phản ứng, nó tính trong đầu nó rồi, nó phản ứng liền nó đụng khỏe 3.000 mắt tôi rồi mới xuống như vậy thì lấy 3.000 cũng cười nữa, liệu ra cũng mà không có tôi lên cai 20 rồi mà tôi xin lấy bia nào mấy uống bia không đi bên kia hả? Bữa nay cậu Sáu lo, tại vì cậu Sáu dám